Có thể bạn chưa biết một số sự thật vô cùng thú vị về một số con vật xung quanh chúng ta. Sự thật thú vị về con cừu. Cũng như dê, cừu có con người hình chữ nhật nằm ngang, thế nên tầm nhìn xung quanh của chúng lên đến 270 đến 320 độ. Từ đó, những con cừu có thể quan sát và phát hiện những mối nguy hiểm một cách dễ dàng. Những sự thật thú vị về loài thỏ bạn đã biết chưa? Những con thỏ có thể tạo ra âm thanh rất giống với tiếng mèo. Thỏ không thể nôn. Thỏ thoát mồ hôi từ miếng đệm trên bàn chân của chúng. Cà rốt và củ cải là thức ăn yêu thích của thỏ. Một con thỏ chỉ có tổng cộng 28 chiếc răng. Thỏ dễ bị say nắng, vì vậy nó thích sống ở những nơi mát mẻ. Những phát hiện gây ngạc nhiên và thú vị về loài heo mà con người ít biết. Một trong những động vật thông minh nhất hành tinh. Trong môi trường tự nhiên, lợn là loài động vật rất sạch sẽ. Lợn có thói quen ăn uống rất khoa học. Lợn nói rất nhiều. Lợn có cá tính và cảm xúc. Lợn có tính cách cởi mở và dễ hòa đồng. Lợn là anh hùng. Lợn con có khả năng học tên của chúng. Khứu giác của lợn có độ nhạy cao gấp khoảng 2.000 lần so với con người. Với đôi mắt được đặt xa nhau, thỏ có thể dễ dàng nhìn thấy những gì diễn ra ở phía sau chúng.
trâu, một trong những loài vật thân thuộc nhất với người dân Việt Nam, gắn liền với sự cần mẫn, một cuộc sống thanh bình. Thật thú vị về loài ngựa, hiểu được tiếng người, nhận ra người và nhớ lệnh trong 10 năm xa nhau, ngủ trong tư thế đứng ba chân, mắt có thể nhìn được cả ngày lẫn đêm, không nhai lại, là những sự thật thú vị về loài ngựa. Sự thật kỳ thú ít người biết về loài dê không có hàm trên, đặc biệt còn bơi rất giỏi. Một số loài dê hoang còn biết trèo cây, dê có con ngươi hình chữ nhật nên chúng có thể nhìn thấy rõ trong bóng tối.